Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem ạ. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người mấy chiếc áo M65 màu tàn di nhé. Em hôm nay lên cho mọi người những chiếc áo size nhỏ, size đẹp nhé. Những cái size thì gọi là quốc dân của Việt Nam mình ấy. Nó là size small sock này, size small Reguna này. Và có một cái size medium Reguna nhá. Medium Reguna là to người to cao đấy. Còn đâu là mấy cái small shop và small Reguna là người nhỏ nhỏ. Đầu tiên sẽ lên cho mọi người. Đầu tiên sẽ lên cho mọi người chiếc áo size small shop nhá. Size small shop tem trắng này. Cái áo này là sản xuất năm 1983 này. Nó là thân đồng nhá. Thân là thân đồng. Thân đồng cổ nhựa. Chiếc áo này của nó, độ mới của nó tầm 93%. Không lỗi lầm, không lủng rách. Phụ kiện còn đầy đủ nhá. Mũ còn đầy đủ ạ. Mũ còn đủ nhá. Dây rút dưới này còn này. Dây rút trên còn nhá. Còn đầy đủ phụ kiện. Lót vải caro nhá. Không lủng rách. Không lủng rách. Không dơ bẩn gì đâu ạ. Độ mới của nó còn 93%. Còn rất là đẹp, size small sock. Cái size này rất là đẹp, rất là thích, người Việt mình rất là hợp với cái size này. Nhiều bác hợp với size này chứ không phải là tất cả, mà đa phần hợp với cái size này. Từ 57kg đến tầm 68kg. Cao từ 1m63 đến 1m7. 1m63 đến 1m7 có thể mặc được cái áo này. Đây em khoác cho mọi người xem. Đấy ạ. Như tầm như em mặc là quá đẹp luôn. Vừa, không phải chỉnh sửa gì. Em là 63 cân, 63, 64 cân. Đấy. Vừa đẹp luôn nhá. Dây rút đầy đủ. Độ mới tầm 93%. Không lỗi lầm, không lủng rách. Rất là đẹp, size đẹp. Màu của nó rất là đều màu. Nó còn hai tem nhá. Hai tem tay cho mọi người này. Tem không quân. Còn hai tem cho mọi người. Giá em bán chiếc áo này là 1 triệu nhé. 1 triệu chiếc áo này. Đấy. Anh nào thích thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em hỏi size sớm mò sót. Giá 1 triệu giúp em. Thân đồng nhé. Đây là thân đồng. Cổ là cổ nhựa nhé. Rồi. Em qua chiếc áo này. Đến chiếc áo thứ hai. Chiếc áo thứ hai đấy ạ. Chiếc áo thứ hai cũng là size small sock, sản xuất năm 1991 nhá. Small sock sản xuất năm 91 này. Cái này là hai khóa nhựa, năm 91 thì hai khóa nhựa chắc chắn rồi. Độ mới của chiếc áo này cao, độ mới này nó phải rơi vào tầm 95-97%. Không lủng rách, không dơ bẩn. Lót là lót vải buclin nhé. Đấy, dây rút đầy đủ. Dây rút trên, dây rút dưới còn đầy đủ này. Mũ em xem này. Em chưa kiểm tra. Mũ còn đầy đủ như mới luôn. Mũ còn đầy đủ. Độ mới của nó thì rất là cao, đẹp. Cũng size small sock nhá. Size small sock thì vai của nó tầm 49. Vai 49-50. Dài của nó dài 74-75. Dài 75. Đấy. Mặc quá đẹp luôn. Độ mới của nó 95-97%. Không lủng rách, không dơ bẩn. Hai khóa nhựa. Còn hai tem. Hai tem ngực cho mọi người nha, tem cũng tem không quân. USR4 và tem tên này, hai tem ngực. Chiếc áo này không có lỗ gì để chê. Đẹp xuất sắc. Đấy. Miếng dán còn rất là chưa bị tưa luôn. Rất đẹp. Mọi người gập nó vào thì nó gọn gàng. Rất là đẹp nhé. Size small sock. Hai khóa nhựa, sản xuất năm 91 nhé. Chiếc áo này em bán là 970.000. Rồi nó cho khác khác mã đi, chứ còn áo này em phải bán được 1 triệu ấy. Vì nó mới. 970.000. Mấy cả các bác là mua mũ đội với cả áo này cũng là chuẩn luôn này. Mũ này mũ 8 cạnh nhé. Mũ 8 cạnh của hàng này, hàng chuẩn Mỹ nhé. Mũ 8 cạnh hàng chuẩn Mỹ. Em có chỉ có vòng đầu 57 58 thôi nhá. 57 58 đội vừa.
mũ 8 cạnh 5758. Giá em bán chiếc mũ này là 450.000. 450.000. Nếu bác nào mua kèm luôn thì mua. À, giá của chiếc áo Small Sock này em bán 970.000 nhá. Đó. Và phí ship vào nữa là cũng là 1 triệu đấy, 30.000 nữa. 970.000 rất là đẹp, độ mới cực cao. Rồi em qua chiếc áo này, bác nào thích thì liên hệ với em. Giá 970.000 size Small Sock sản xuất năm 91. Đấy mọi người báo thế cho đỡ bị nhầm. À, em lên chiếc áo thứ 3. Chiếc áo thứ 3 là size Small Reguna nhá. Small Reguna cũng là size đẹp. Size này cũng rất là đẹp nhá. Nó dài hơn size Small Sock một chút thôi. Cái này dài 78. Dài 78. Vai của nó là vai 50. Dài 78. Cao 1m68, 1m67 trở lên. 1m67 đến 1m70. Cái này 75 trở xuống. Cao 75 trở xuống. Cao 1m67 trở lên thì mặc nó đẹp. Thì nó hợp lý và nặng tầm 60-70kg. 60-70kg. 1m67 trở lên và 1m75 trở xuống. Mặc nó ok. Em mặc thì gọi là cũng được. Dây rút em xem nào. Quên chưa xem dây rút. Dây rút còn đủ nhá. Dây rút trên dưới còn đủ này. Mũ để em kiểm tra mũ. Cái áo này độ mới của nó cao, độ mới tầm 97%. Độ mới cao, không ngỡ lầm, không đủ rách. Rất là đẹp. Đây ạ. Mũ còn đầy đủ nhá. Size Mozeguna sản xuất, cái này sản xuất năm 91, cũng sản xuất năm 91, hai khóa nhựa nhá. Đó, cái này sản xuất năm 91, hai khóa nhựa. Mới tầm 95-97%. Không có lỗi lầm, không đủ rách. Áo này thì không có lỗi để chê. Rất là đẹp, đều màu. Giá em bán chiếc áo này là 850.000. 850.000. Cộng phí vận chuyển nhá. 850. Vải lót là Brooklyn nhá. 850. Size Small Regula. Sản xuất năm 91, hai khóa nhựa. 850.000 một chiếc. Ok. Em lên chiếc thứ tư cho mọi người nhá. Đây. Em lên size này là size Mezum Zeguna. Size Mezum Zeguna. Tem trắng nhá. Cái này tem trắng. Bản này bản thử nghiệm nhá. Hai khóa đồng. Mũ đầy đủ. Độ mới cao 95%. Dây rút đều đầy đủ nhá. Dây rút còn này, dây rút dưới còn này. Dây rút trên còn này. Dây rút đủ cả. Cái này đẹp là ở hai khóa đồng. Áo này là áo hai khóa đồng nhá. Khóa cổ là khóa đồng này. Khóa chính là khóa đồng này. Đấy. Chân khóa còn rất là đẹp. Chân khóa chưa tưa tí nào. Đấy. Em quay sát cho mọi người xem. Chưa tưa một chút nào luôn. Rất là đẹp. Độ mới tầm 95%. Không bị lủng rách. Cái áo này size Mezum Zeguna. Vai tầm 53. Vai 53 và dài. Dài của nó dài tầm 80 nhé. Vai 53 dài 80. 70-80kg. 70-80kg. Cao 1m68 đến 1m75. 1m68, 1m75 mặc vừa nhé. Hai khóa đồng. Độ mới cực cao. Không có lỗi lầm gì. Giá em bán của chiếc áo này là 1 triệu. Hai khóa đồng. Áo hai khóa đồng. Size Mezum Zeguna. Đấy, anh nào thích liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Chiếc mũ này 450.000 một chiếc. Hàng chuẩn Mỹ, vải caro. Mũ 8 cạnh. Cực đẹp. Mới gần như chưa sử dụng luôn. 450.000 một chiếc. Anh nào thích liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Rồi em xin chào và hẹn mọi người ở video tiếp theo ạ.